Anh chị nhé. Vừa rồi tôi có làm hai cái video trước rồi, bây giờ tôi làm cái video thứ ba. Video này tôi sẽ quay ở giữa đất và quay trang trại nhãn và trang trại mít của cái trang trại mà 300 hectare ở xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Đây là trang trại nhãn của người ta này, đó, trang trại nhãn của người ta này. Cái video đầu thì tôi quay trang trại cao su, cái cuối là tôi quay chỗ giáp sông Bé, còn đây là giữa đất là trang trại nhãn anh chị nhé. Ở đây tổng diện tích của nó là 300 hectare. Có bán lẻ từ 50 hết, 100 hết và 200 hết anh chị nhé. Và giá bán của người ta là 2 tỷ 2 một hecta. Cơ sở tầng người ta làm hết rồi. Bên kia là trang trại mít kìa. Đó, trang trại mít anh chị nhé. Thấy không ạ? Đường xá rất là to. Có 3 4 trạm bơm lớn anh chị nhé. Và có trang trại ấp trứng gà này, trang trại nuôi heo này. Đó, và đây là trang trại trái cây này, điện ba pha này anh chị. Đó, anh chị thấy không ạ? Đó, đường rất là lớn nhá. Cơ sở tầng cái trang trại người ta đã làm hết rồi. Đó. Làm hết rồi nha. Bên này là trang trại nhãn, bên này là trang trại mít nha anh chị nhá. Đó, từ đây ra quốc lộ 14, từ cái trang trại này ra khoảng 2 cây thôi anh chị nhá. Không 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 xa nhá. Ở đây thì cũng xen kẽ với những người dân và được lợi thế là cái đất này là nó nằm trên mặt sông Bé nhá. Mặt sông Bé nên là cái nguồn nước ạ. Nguồn nước không bao giờ hết nước nha anh chị nhá. Và đồng thời cái trang trại này người ta móc lên một cái đầm để chứa nước và người ta những cái máy bơm á, người ta hút nước từ cái đầm mà trang trại này người ta móc, trang trại cái đầm nhân tạo này, người ta móc để chứa nước và tưới cho những cây trồng ở đây. Toàn bộ cái hệ thống tưới ở đây là tự động hết chị nhé. Đó. Đó chị theo tham quan lại một lần nữa anh chị nhé. Trồng nhãn, trồng mít, sầu riêng, vú sữa, cam, quýt, bưởi nhá. Trang trại này mô hình trang trại này là trồng trọt chăn nuôi. Đó. Trồng trọt chăn nuôi nhá. Anh chị nào mà quan tâm đến quỹ đất này cứ để ý video của mình nhá, mình quay tận 3 đến 4 cái video luôn. Anh chị cố gắng đăng ký kênh và theo dõi kênh của mình và theo dõi những cái video mình quay trước nữa nha anh chị nhé. Đó. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video của mình. Anh chị nhà đầu tư, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm đến quỹ đất này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918645130 anh chị nhé. Cảm ơn chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi. Xin cảm ơn.